cô chú, anh chị đã quay trở lại kênh Trang Trần Thu Thanh. Trang Trần cảm ơn các bạn subscribe, gọi chuông thông báo, đăng ký kênh Trang Trần Thu Thanh. Thiền viện Trúc Lâm, điểm nhấn du lịch văn hóa tâm linh của Hậu Giang. Tọa lạc khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, bạn sẽ thấy một cụm công trình kiến trúc tôn giáo rất quy mô, đó chính là Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang. Vị trí rất thuận lợi cho việc thăm viếng sinh hoạt tín ngưỡng của người dân trong tỉnh, khách thập phương du lịch đến Hậu Giang tham quan chiêm bái. Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang là nơi tu theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam do vua Trần Nhân Tông khai mở và phát triển. Ông là vị vua thứ ba triều đại nhà Trần. Sau khi lãnh đạo tinh thần dân tộc chống quân Nguyên Mông, đất nước bình yên, ngài nhường ngôi lại cho con nên non Yên Tử xuất gia tu hành. Sau khi đắc đạo, ngài dung hợp ba thiền phái trước đó và sáng lập thành thiền phái Trúc Lâm. Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang hoàn thành có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của văn hóa Phật giáo, kết nối các di tích lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương và là điểm nhấn du lịch văn hóa tâm linh của mảnh đất Hậu Giang hiền hòa. Thiền viện xây dựng theo kiến trúc mỹ thuật Phật giáo thời Lý Trần trên diện tích 40.000 m2, bao gồm các hạng mục chánh điện, nhà tổ, lầu chuông, lầu trống, cổng tam quan, nhà nghỉ chân, tôn tượng Quan Âm Lộ Thiên, miếu thờ mẹ Âu Cơ, giảng đường, trai đường, nhà trụ trì, nhà khách, thư viện, tăng xá, ni xá. Đi dạo trong khuôn viên của thiền viện, du khách sẽ cảm nhận được không gian rộng rãi, thoáng mát, tôn nghiêm, với màu gạch ngói sáng rực cả một không gian. Từ cổng chính bước vào bên trong, bắt gặp hình ảnh đầu tiên, đó chính là một khoảng ao rộng. Bên trong có trồng sen với những bông sen đang đua nhau khoe sắc rực rỡ, làm tôn lên vẻ đẹp thanh tịnh của thiền viện, đồng thời giúp bạn có những bức ảnh đẹp và độc đáo nhất. Khi vào bên trong chánh điện, du khách sẽ rất ấn tượng với vẻ tĩnh lặng mà đầy uy nghiêm ở đây. Sàn lót gạch màu đỏ, tất cả cột gỗ đều được đặt trang trọng trên những tấm tán bằng đá xám vân mây, chạm trổ hình hoa sen cách điệu. Với lối kiến trúc của các triều đại Việt Nam truyền thống, thiền viện Trúc Lâm mang lại cho người dân cảm giác rất thanh tịnh, yên bình của chốn thiên tu. Điều này đã khiến không ít bước chân của lữ khách thập phương phải trầm trồ khen ngợi mỗi khi đến đây. Khung cảnh thanh bình và tĩnh lặng, không gian thiền viện rất rộng rãi và thoáng mát, sạch sẽ với nhiều loại cây cảnh được bày trí cắt tỉa cẩn thận, nhiều dãy ghế đá được bố trí hợp lý để Phật tử và du khách có chỗ nghỉ ngơi ngắm cảnh. Là công trình tôn giáo mới được xây dựng thời gian gần đây nên phần nội thất của thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang còn khá mới mẻ, đơn giản nhưng vẫn thể hiện được sự trang trọng. Người ta đến đây để hành hương tu tập, để bày tỏ lòng thành kính hướng Phật, cũng như tìm lại sự bình yên trong tâm hồn giữa cuộc sống bận rộn nhiều lo âu. Đây cũng là một điểm du lịch nổi bật thu hút nhiều du khách ghé thăm. Cùng với thiền viện Trúc Lâm phương Nam, Cần Thơ, An Giang và Tiền Giang, thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang được xem là điểm tựa tâm linh vững chắc cho tăng ni, Phật tử và người dân ở Hậu Giang, Trà Vinh và các vùng lân cận. Đây cũng là điểm hành hương và du lịch tôn giáo nổi tiếng của miền Tây sông nước. Công trình được khánh thành vào năm 2018 với tổng thời gian xây dựng kéo dài 3 năm. Nếu có dịp du lịch và viếng thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang, bạn sẽ cảm nhận được không khí trong lành, vẻ tĩnh lặng của khung cảnh nơi đây. Ngay khi đặt chân qua cổng chính, bước vào bên trong, phía sau là một khoảng ao rộng đầy cá koi, khiến ai cũng như tịnh tâm và tạm quên đi những phiền muộn hay bận rộn thường ngày. Khung cảnh thơ mộng và yên tĩnh tại thiền viện cũng là nơi giúp bạn chụp được nhiều bức ảnh đẹp và độc đáo, nên đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc ấn tượng ở chốn thiền tu. Mời các bạn tham quan thiền viện Trúc Lâm cùng Trang Trần.
Trân cảm ơn các bạn subscribe, gọi chuông thông báo, đăng ký kênh Trân Thu Thanh.